Anh em Sàn à, chúc các bạn một ngày mới đầy năng lượng vui vẻ. Hôm nay anh em Sàn cho Thái Nguyên giới thiệu cho các bạn những trụ đá Thạch Anh phong thủy được anh em đánh bóng từ đầu tới đít. Trước mắt các bạn là một trụ đá Thạch Anh trắng được chủ nhà và các chuyên gia phong thủy thường sử dụng để trấn trạch những ngôi nhà có phòng khách rộng. Trụ đá Thạch Anh này được anh em đánh bóng toàn bộ và coi là đế đá để cho gia chủ để phòng khách có thể tạo để nạp năng lượng, hoặc những chủ nhà có trẻ con họ sờ vào thì cũng sẽ bị không gây sát thương. Đây là những trụ đá anh em đánh bóng các bạn này, trụ đá Thạch Anh trắng có chiều cao khoảng 60 đến 80 cm đứng xài các bạn xem. Những trụ đá Thạch Anh trắng đánh bóng. Đây là đá Thạch Anh trắng tự nhiên của Việt Nam mình. Có một số nước ngoài như Trung Quốc thường mua đá của Việt Nam mình về để gia nhiệt lại thành nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng đây đá Thạch Anh trắng anh em để tự nhiên cho các bạn xem. Còn những trụ đá thô anh em chưa đánh bóng ra thì nó hình thù như thế này. Cũng một số chủ nhà cũng rất thích để nguyên thô như thế này, anh em khai thác trên đèo gùi từ trên núi mang về, còn nguyên các góc cạnh tự nhiên thế này để đá Thạch Anh trắng. Và nhìn thấy một số các bạn lại thích chơi đá anh em mài ra phần đầu, còn phần giữa giữ nguyên, anh em mới cắt chân để nguyên thô như thế này các bạn ạ. Đây, còn đây là viên hồng đặc biệt, một viên hồng khá đặc biệt anh em ạ. Bữa làm đôi và đánh bóng một nửa, ánh sáng xuyên qua màu đỏ tươi hồng rực các bạn nhìn thấy. Những trụ đá Thạch Anh đánh bóng được các chuyên gia phong thủy dùng để trấn trạch. Có một số các cô các bác thích chôn những trụ đá Thạch Anh nguyên khối này dưới nền nhà để trấn trạch, tạo năng dương, khử các tia xạ rất là tốt. Bốn cục bốn góc và ở giữa một cục khá tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã xem video của anh em Sàn Thái Nguyên. Có dịp mời các bạn ghé thăm. Anh em Sàn Thái Nguyên nằm ngay thành phố Gian Bình Dương, cách Sài Gòn 10 km. Địa chỉ tin cậy của các chuyên gia phong thủy có tâm. Anh em Sàn Thái Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.